Ok. Sira bị động rất chết rất là khủng khiếp. Đó là một cái nghiệp gọi là xung thiên. Thì cũng đau lòng hỏi bề trên sao như thế. Tại vì cái than oán của hiện bây giờ là giống như trùng kia chọi với đồng minh, phải không? Đồng chấp nhận trình không nói. Nhưng mà cái phe đồng minh là muốn cộng nước Phần Lan, Hà Lan với Thụy Điển vô NATO để mà cho cái thiên ma, cái thế giới thiên ma nó mau sớm đi vào như thể thế này. Nhưng mà chỉ có thằng này là đứng lên chống đối, tại vì nó trong NATO thì cái gì nó là khí xông thiên tới các kia, tới bề trên chẳng, hội đồng chẳng. Đó là nghiệp. Cái nghiệp mới hỏi sao cái nghiệp này chỉ có một người, hai người lãnh đạo thôi, ông cái gì, ông Adonis gì đó. Thì nói là cái nước này ngày xưa nó cũng có nghiệp. Nó hồi xưa nó là Suma, mà tiếng Việt Nam như là La Mã thôi. Nó đi bành chiếm khắp thế giới. Thì mà nghiệp đó thì nó đã trả từ từ, giống như mình thiếu nợ 10 triệu mình trả thêm mình chút chút. Thì cái nước này nó chiến tranh liên miên nè, thì nó trả cái nghiệp đó. Nhưng mà cái nghiệp mà riêng của cái vụ động đất là từng rồi á, là cái nghiệp mà nó đi ngăn cản NATO không cho Thụy Điển với Phần Lan gia nhập. Đó là nghiệp đó. Thêm cái này nữa. Quên đeo cái này không biết nó có vô tiếng không ta. Vô cũng vô tiếng nhỏ, nó không vô tiếng lớn. Ok. Đó là nghiệp của quốc gia. Đó là chuyện Kiệt vừa mới họp với bà Trân á, mấy vị cho biết. Chuyện thứ hai, hả? Ngày hay quay ra ngoài quá ha. Cái này có mua. Ờ đúng rồi ha. Còn cái đó là lúc nào vậy? Không, hình đó đó. Nhưng mà cái này nó vẫn phát ra hình, nhưng mà nó chỉ không nghe tiếng thôi. Thì cho nên mình mới thấy hình đó, đúng không? Ok. Đấy, coi cọng dây nó bị xúc đâu. Cao đồ ngồi quá. Mình hỏi như giờ bên Syria rồi, bên là hỏi là cái đó hồi xưa nó là đại, gọi là đại đế La Mã đó nha, là nước Syria xưa dữ lắm, cho nên cũng có nghiệp đó đó. Thì hôm nay mình mật niệm mình cũng khắc cho họ, thì nó là chỉ có một khúc nhạc lúc đầu thôi á, mà nó đã vậy rồi, khúc nhạc kế tiếp á, mình mà không khấn tiếp tục nữa đó là Á Châu sắp xảy ra đó, là
cả một nước Trung Cộng đi chung xuồng á, nó còn chết nhiều hơn nữa. Tại vì Trung Cộng bắt buộc nó phải chia 5 xẻ 7, không có được nào mà trốn khỏi á. Khi nó chia 5 xẻ 7 thì quý vị biết một cái quốc gia 1 tỷ mấy người mà nó lớn rộng như vậy, không có quý vị nghĩ chết khoảng bao nhiêu, rất là nhiều á. Cho nên mình phải khấn giả châu. Thì Trung Cộng cũng là mình cũng là Trung Quốc, mình đầu thai qua lại phải không? Cái mặt của mình, mũi tẹt rồi cũng giống giống nhau, nhảy qua nhảy về cũng giống như Kiệt ở bên bển, Kiệt ở bên Tàu, bây giờ Kiệt vô Việt Nam vậy đó. Nhưng mà Kiệt cũng có người Syria nữa đó, Kiệt cũng có người Thái nữa. Tại vì mỗi một cái thời kỳ á, cái quốc gia nào thích hợp là cha cho xuống đó thôi. Giống như đi lính vậy đó. Lính đánh thuê cho thiên đình. Nước Trung Cộng nó sẽ thay đổi một cái cực kỳ lớn, nhưng mà có hai bề trên đó binh theo cái đường giảm chết chóc, nhưng mà giảm kiểu nào nữa đó cũng sẽ có chết nhiều hơn cái động đất của bên đại đế La Mã này. Đó là Kiệt biết là như vậy. Rồi kế tiếp là mình mình sẽ thấy được Đức Thầy xuất hiện nha. Và cái Kiệt không biết là sư phụ xuất hiện như thế nào, và Đức Thầy sẽ xuất hiện. Kiệt này hôm nay vẫn tới ngày hôm nay 4-5 năm trời lên mạng, vẫn là người truyền tin cho cha, vẫn là con ở cha truyền tin. Còn đó là con bài ngửa ở trên cho nói, cho nhận, cho thừa nhận. Còn bốn con bài úp á, là Phật với Lạc là ai, Chúa Giêsu là ai, Minh Dương là ai, mấy đó phải chờ Đức Thầy ngày giải thích. Chỉ có một cái là tới ngày hôm nay thì vẫn chưa hiểu là cái certificate đó, lúc đó bài trên kêu nói là con là số 2. Cái đạo là trên trời đã có rồi, ở tầng trời đâu xuất thiên là của tầng trời đã, của Phật Di Lạc rồi. Thì chỉ có cái đó là tới ngày hôm nay bây giờ chưa giải thích rõ. Nhưng mà thì đó mà Phật Di Lạc cũng là Đức Thầy. Cái thời này là thời Di Lạc. Chứ còn sau đó mấy vị muốn giải thích làm sao mình không hiểu không? Thì ở ngoài kia người ta đồn đoán Kiệt là như thế nào thì chuyện đồn đoán, mà bốn mươi úp vẫn là bốn mươi úp. Có nhiều người nói Kiệt là Chúa Giêsu tái lâm, muốn nói thì sao là nói. À miễn sao mà ăn hiền ở lành, về với cha là về càng đông á, là mình được cha khen càng nhiều thôi à. Về ít á, thì coi như mình là xuống đây vô dụng, không có làm được việc đắc lực cho cha. Đó chỉ buồn là buồn chỗ đó. Còn ai đón kiểu nào thì cứ đón. Gần đây mình có gặp những viên chức rất là cao cấp của Việt Nam. Ngoài phải không? Ngồi mặc áo rồi sơ dinh rồi mình đâu biết. Ngồi nói chuyện rồi mới biết là thứ dữ không. Lên núi rồi chơi đúng không? Cái mình mới ngồi chơi với mà ổng, cái khi biết thứ thiệt rồi cái mình mới nói, cái là mình nói hết câu chuyện, tại mấy ông này đâu có rành đâu. Mình nói giờ những gì tôi nói cho anh nghe, anh đừng có chấp nhận sự thật, nhưng anh chỉ ghi nhận thôi. Cái ổng cũng cười cười đó, mấy ông này thứ cao mà. Cái mình mới nói tới ngày hôm nay á, tàn canh gáo máng mà tài nguyên cũng không còn. Dân thì quá khổ, bệnh viện thì thấy chết lạch đạch mà không cứu, thê thảm. Người thông minh mà phải đi khắp thế giới làm thuê làm mướn, rồi làm cô dâu đủ khắp quốc gia, làm cá đông lạnh. Mục đích về một tiết mục gì có gia nhập hết nhưng mà chẳng có thành công gì hết. Rồi gần đây mình cũng mong cho mấy chiếc xe điện được chạy lưu hành ở Mỹ, cuối cùng cũng không được. Đó là cơ vận, đó là nghiệp. Nhưng mình giao ông trước, những gì tôi nói là ghi nhận thôi, đừng có chấp nhận.
Dầu cho mấy anh có hoạt động ngầm phá rối cộng đồng, hay là ở bển mấy anh mời đầu tư hay làm gì nữa, cũng chẳng tới đâu hết trơn á. Tại vì người tính không có bằng ông trời tính. Cơ vận đi hàng nghìn năm, chẳng qua là họ không có hiểu cơ vận. Họ chỉ tin theo cái đầu óc mu mẹo của thế gian. Cũng giống như mình nhìn thấy mấy người ở ngoài đường vậy, gọi là trời trời đó. Thì từ từ cái chuyện mới ngồi kể thêm nữa, cái chuyện mới nói mấy anh tin mấy anh có linh hồn không? Có chứ, tôi có linh hồn. Linh hồn vậy mấy anh đạo gì? Tôi cũng có nhà thờ ông bà lại lại rồi vậy đó. Vậy cũng được, cũng tạm được. Cái mình mới hỏi mấy anh tin có Phật không? Có chứ, tin có Phật mới có đạo Phật. Nhưng mà mấy anh không có hiểu về Phật phải không? Đúng rồi, tại đâu có rảnh là hiểu Phật. Lo sân dứt sân sao, với lo tiền với bạc, với lo thẻ xanh, với lo chuyển tiền qua Mỹ không, mà làm gì rảnh mà đi coi, đi nghe hiểu về Phật. Cộng lại với mấy anh tạo ra đóng mấy ông sư giả là thấy quá quải rồi, tức là tự mình là bục nhà không có linh rồi. Tại vì những người mà lập ra những cái đạo Phật không có phải là đạo Phật, chỉ là hình thức để mà nắm cái nguồn máy chính trị đó, thì họ rành thì dĩ nhiên thì họ đâu có tin chùa nữa. Ok, hỏi mấy anh tin Chúa không? Tin. Rồi mấy anh tin có nhân quả không? Cái nín nín, cái họ cũng nói tin. Sửa ghế cho ngay là ngang quá. Cái hỏi mấy anh tin có ông trời không? Tin. Vậy mấy anh tin có con ông trời đang nói chuyện với mấy anh không? Ông cười khà khà. Nghĩa là nói kiểu nào mà người đó cũng không bao giờ tin là mình đang ở vào cái thời đại gọi là tận thế. Cái thời đại là mình phải có một cái sự thay đổi màu nhiệm của bàn tay của bề trên, chứ không có phải là bàn tay của thì cái là mình còn giải thích thêm nữa nha. Vậy mấy anh nghĩ cái chuyện của ông Trump bị hạch tội bao nhiêu năm mà cuối cùng cũng thoát nạn, nghĩa là làm sao? Bây giờ ông quay lại ông thế lực mạnh đó, nghĩa là làm sao? Thì mấy anh nghĩ làm sao Trung Cộng hồi khoảng năm 2010 đó, nó là cường quốc thế giới, giàu nhất thế giới, hôm nay là thành ra là thân bại danh liệt, hình như sắp sửa nghèo nhất thế giới này đó, sắp sửa rồi đó. Cái đó tại vì kinh tế không, thì cũng tại vì bị kinh tế, cứ nói vậy đi. Tức là mình đưa những cái chuyện mà nó ngoài cái tưởng tượng của con người á, để cho họ hiểu mà cuối cùng họ không hiểu. Vậy chứ mấy anh nghĩ cả bản thân mấy anh đó, trước khi Covid á, hôm nay tại sao á, nhà cửa xây một đống, tại vì có mảnh đất mẹ dành đất ăn không ạ? Rồi sao buôn bán không được? Rồi sao mấy công ty Bình Dương dọn đi hết vậy? Ở nó tại kinh tế, cái gì mà không đúng rồi còn nói kinh tế. Vậy chứ mấy anh nghĩ sao trong những thời gian kế tiếp nước Việt sẽ đi về đâu? Ô, nước Việt sẽ thành mạnh, tại vì chúng tôi đang đi ngoại giao khắp thế giới, nước Việt sẽ phát triển mạnh nhất ở châu. Cái mình hỏi, ủa bây giờ cả thế giới khối đồng khối NATO với Mỹ nó sắp sửa đưa cái thể chế của Nga đi vào dĩ vãng, rồi cả Trung Cộng nữa sắp sửa đến Long cũng sẽ đi. Tức là mình đưa những cái mà đã xảy ra rồi mà họ cũng nhớ không tin à. Và mà đồng thời mình chỉ mục đích là không có hận thù người quốc gia, không có trả thù, để coi cái iOS của Mỹ nó tính làm sao phải không? Tại vì nó làm được cái đám mà chuyển tiền của mấy người mà cao cấp của Trung Cộng được, thì nó cũng có thể là người Việt Nam được đúng không? Chỉ cần một người ở bên nước Mỹ khui ra thôi, bây giờ chưa khui. Rồi cái mình mới nói chứ, ủa tại sao bây giờ cứ đốt củi, đốt lửa tối ngày, mình tới chừng nào mà hết củi cái tới phiên mình nhảy vô lò lửa luôn hả? Đường đó là sẽ có đó.
thì đốt hết củi lại. Mình chỉ buồn là những cái người cao cấp họ rất là bận rộn. Bận rộn chuyện tắm cám gì mình không biết. Nhưng mà chuyện rất là thực tế và xảy ra trước mặt. Mấy vị đã thường dạy Kiệt lên đây nói cho mấy ông đó nghe đó, là người mà khôn á, có trí tuệ á, chữ vô minh là hồi xưa mình giải thích rồi nha. Cái thằng mà thường thường á là nó vô nhà băng, nó cướp, nó giết mười mấy người, hoặc nó vô trường học nó giết một đống trẻ em á, nó chỉ là ngu nhỏ thôi. Còn chữ vô minh mà của Phật á, mà nói cho mình nghe đó, tuy là nó nhẹ nhàng nhưng mà nó nặng hơn rất ngàn lần. Là vì cái linh hồn mình sẽ bị mất xác mất hồn và không còn tái sanh nữa, đọa địa ngục hàng tỷ năm. Còn cái thằng mà vô trường học nó đóng lấy súng nó bắn đóng người á, giỏi lắm, ở tù lifetime mà nó ra rồi trả nợ là xong. Tại vì ở tù ở thế gian xuống dưới dinh dương về, không phải là về, cũng bị tội mới nhưng mà nhẹ hơn. Cho nên cái thằng mà nó giết người hàng loạt á, ở thế gian á, nó không có tội nặng bằng cái người gọi là vô minh mà không hiểu về tâm linh, không biết cha biết mẹ, không có kính nể bề trên và bất kính. Bất kính nghĩa là mình làm gì á, mình nhìn xung quanh á, không có ai cái là mình cứ làm. Không phải, hiện giờ quý vị thấy biết trong phòng này có bao nhiêu người không? Ít nhất cũng 10 người ha. Còn cái bữa mà lại sám hối trên điện cha, cha mẹ đứng trên đó, trong cái đó mà ở ngoài đó mình cũng 300 mấy 400 người, chư thiên hai bên cả ngàn vị luôn. Ai mà cầm microphone than thở nhiều á là như là sám hối hàng năm vậy đó, là xong luôn á, xả tội á. Mục đích mình chỉ nói có biết bao nhiêu người biết tu hành ở Hà Nội á, mấy cái đền mấy cái chùa rất là lớn, rất là linh. Cho nên giàu sao bị nghèo, bị khổ, bị đói, bị chia rẽ, nạn Pháp, nạn Tàu, nhưng mà cuối cùng nước Việt cũng không có đến nỗi mà như kiểu Syria ha, La Mã chết kiểu đó, hoặc là Covid chết mà dục như củi ở Ấn Độ hoặc là ở Nam Dương. Đó là gì? Có biết bao nhiêu Phật Thánh Tiên hạ phàm mang thân người. Kiệt là một trong mấy nghìn người á, mang thân người. Cho nên tại sao thế giới không có nước nào mà nhiều linh căn nhiều như Việt Nam vậy? Đi đâu giờ cũng có hết. Cha mở địa ngục quỷ dương cũng lên trần, nó cũng sống lẫn lộn với người mình, thì làm những cái bùa ngải tâm linh tùm lum. Nhưng mà trong đó cũng có những hàng Phật, hàng Thánh, họ âm thầm. Khi Trung Cộng sắp sửa đó, mình dùng chữ gọi là dân bình thường dễ hiểu nha, tại vì ở bển mấy tuổi trẻ nó không có hiểu, gọi là manh sát. Mà cái này đâu ai dám nói. Ngủ mã phanh thay vì cái nghiệp quá nặng. Nhưng nước Trung Cộng cũng có nhiều Phật Thánh Tiên ẩn trên núi, giống như núi Hy Mã Lập Sơn, hay là núi Nam Y, hay là Võ Đan, hay là Thiếu Lâm. Họ cũng có người tốt. 1.4 tỷ chứ đâu phải là chỉ có 400 triệu đâu. Chứ không phải mình nói là hết nước Trung Quốc nha, mà đang nói là Trung Cộng. Đang nói về phần tâm linh đó, linh hồn. Chuyện này sanh ra đời, nhận lệnh của cha xuống trần màn này để mà lo được gì phụ với cha mẹ thì Kiệt lo. Kiệt chỉ không có thích cái ác, chứ còn cái thiện là thích hết. Còn mấy ông HO quốc gia mà cực đoan á, mà hùng hồ á, mình cũng không ưa. Cho nên đừng có nghĩ mình là người quốc gia, người cộng sản, mình là người của trời, thương cái thiện thôi. Trong tăng ni, trong tăng đoàn, chùa chiền cũng có chùa tốt, chùa xấu, chứ không phải mình nói hết. Có nhiều người nói tại anh nói viết bây giờ Phật tử ai cũng sợ, không dám đi chùa bên Việt Nam. Cái đó là tự vì do cái phong trào mấy ca sĩ,
rồi thầy nhìn từ quá đáng rồi. Bây giờ đến cái thời này là mọi cái gọi là ung thư phải lòi ra, mấy cái bệnh đầu mùa cũng phải trổ ra hết một lượt để cho mọi người thấy cái xấu xa để mình né, để sau này chùa chiền hay là Phật Di Lặc xuất hiện, đức thầy xuất hiện, mọi người tu hành là một cách đàng hoàng. Những thế hệ sau là những người thông minh, những người gọi là có cái tâm thiện, chứ không phải giống như người của mình đang sống thời nay. Người thời nay nó quá sức đi, không ai tin ai hết. Bây giờ bảo đảm quý vị ngồi nãy về nhà chưa chắc mình tin đứa con mình á. Anh Đổi Thừa Tại Kiệt không phải nha, tại vì xưa họ không có chánh kiến, họ không có biết bị dụ. Còn bây giờ á, mình nói sự thật thì từ từ họ chánh kiến. Bao nhiêu cái chuyện mà đi gây quỷ lũ lụt, rồi Phi Nhung chết, rồi Quỳ Linh nữa à, nhiều. Thì bây giờ vụ Võ Hoàng Yên nữa, Bà Đồng Lửa nữa, thì từ từ dân biết chứ đâu không liên quan tới kia. Chuyện việc làm, chuyện của người nào người đó làm. Còn trong chùa chiền có một số gọi là Phật giáo của Việt Nam thời xưa là ngày Thích Quảng Độ, hôm nay là ngày Tuệ Sĩ là lãnh đạo, cái đó là chánh chánh đạo chánh thống, ngài là Bồ Tát, ngài Tuệ Sĩ. Sau này ngài sẽ làm là một cái đạo Phật rất là bình thường và theo lời của Đức Phật dạy.